chồng không mấy tôn trọng và khó chịu khi em đầu tư làm sao em vượt qua cảm giác này vậy chị chị cũng đã từng vượt trải qua cái cảm giác này cho nên chị hiểu cái em đang phải ném phải ném đó là rất là khó để em chọn giữa gia đình và cá nhân tại vì bây giờ em muốn phát triển cá nhân em muốn đầu tư em muốn đi học em muốn làm ra nhiều tiền hơn chị sẽ cho em hiểu cái lý do tại sao chồng em hành xử như vậy trước em sẽ là người đưa ra quyết định ok khi một người đàn ông mà họ bắt đầu kìm cặp em quản lý nói với em về cái chuyện tiền là em không cần phải đi ra đường không cần làm cái này cái kia nó xuất phát từ nỗi sợ hãi sự sợ hãi này nó đến từ cái gì thiếu tự tin họ sợ là khi em giỏi rồi em ra đường em sẽ kiếm được người đàn ông tốt hơn họ họ sợ là khi em đầu tư vào bản thân em em đẹp em xuất sắc rồi người ta sẽ mất em rồi họ sợ là em sẽ không chung thủy nữa hoặc là khi em học em có cơ hội em biết nhiều người như vậy thì cái hạnh phúc gia đình nó không có còn được như xưa nữa thì bởi vì cái nỗi sợ đó nó xây dựng lên từng ngày từ cái sự thiếu tự tin của họ nó trở thành áp đặt và gia trưởng và nó đưa em vô thế là một cái góc trong 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 cạnh vậy đó nó nói là chồng em nói không nói thẳng nhưng mà nói theo kiểu là giờ cô chọn tôi hay là cô chọn cái đó đó chính là cái câu nói thể hiện của một người đàn ông bất tài và vô dụng bất lực trước cái chuyện là vợ của mình làm cái điều mà cổ muốn rồi vé khác chị cho em một cái ví dụ khác của một người đàn ông tự tin trong mối quan hệ nè thấy vợ của họ làm đẹp chỉnh chu đi nạp thêm kiến thức đầu tư đây là cái hành động của người đàn ông chuẩn chạc nha ồ cổ học gì vậy ta mình cũng muốn tham gia nếu như cổ học để làm cho gia đình hạnh phúc hơn mình cũng sẽ học với cổ để làm cho gia đình hạnh phúc hơn à cổ học đầu tư tiền bạc chứng khoán để anh chi vậy ta à muốn tự do tài chính để hai vợ chồng có thể đi du lịch hả để mình làm chung với vợ mình để mình học chung với vợ mình để mình nói chung một cái ngôn ngữ với vợ mình ô vợ mình học về chuyện quan hệ tình dục làm sao để tốt đẹp hơn hả ok để mình học với vợ của mình à cổ có đêm một đêm cổ phải đi gặp với bạn gọi là lady night nice, hả đi đi nhậu với phụ nữ rồi đi gặp người mới rồi ăn diện hả ok mình sẽ đi gặp với mấy cái anh thanh niên bạn của mình những người đàn ông khác cũng chững chạc cũng giàu có cũng kiếm được tiền để mà hả sấm lại để nói chuyện em thấy cái sự khác biệt chưa khi mà người đàn ông họ thúc đẩy cái hành vi của họ từ sự sợ hãi hay yếu đuối hay thiếu tự tin cái mối quan hệ nó rất nặng nè nhưng khi người đàn ông sử dụng đó nó như một cái sức mạnh để mà họ làm cho cái mối quan hệ của hai vợ chồng thêm kháng khích bởi vì nói thẳng ra không có người vợ nào mà buồn khi mà chồng mình cũng nhào vô học chung với mình thăng tiến chung với mình làm tốt đẹp hơn mấy chị phụ nữ ở đây có đồng ý với nhau thì đây chính là cái điều mà em phải nhận thức được là tại sao chồng em hành xử như vậy trước đừng có nghĩ là bởi vì chồng em yêu em nên chồng em làm như vậy nó xuất phát từ sự yếu đuối từ sự sợ hãi từ sự thiếu tự tin rồi đàn ông cái tôi nó hơi lớn em mà em đưa cái video này cho chồng em coi chồng em sẽ nói bà đó bà biết cái gì bà có ở với tôi đâu bà biết tôi không có sợ những người như vậy là càng chứng tỏ người ta sợ bởi vì người đàn ông càng điềm đạm người ta sẽ nghe người ta sẽ nói là ừ, hợp lý nếu như mình thiếu tự tin thì làm sao để mình xây dựng cái tự tin của mình lên lại đây người đàn ông mà không có rảnh thì mới là người đàn ông hấp dẫn mấy đứa có công nhận không đàn ông mà rảnh quá ngồi mà nhắn tin em cả ngày cả đêm em thấy chán lắm nhưng mà đàn ông mà à hôm nay anh có cuộc họp à hôm nay anh phải đi làm à hôm nay nhưng mà về nhà vẫn chăm vợ vẫn yêu vợ vẫn nói chuyện với vợ vẫn yêu thương đó chính là cái sức hút của người đàn ông họ có cái công việc họ có cái thế mạnh của họ ở ngoài đường nhưng mà họ vẫn về nhà và đem cái năng lượng đó về nhà right rồi đó chị chị không có trả trả lời cho em là em nam làm gì nhưng chị phân tích cái đó thì chị nghĩ em phải đủ sáng suốt để chọn lựa là bây giờ một là em tiếp tục học đầu tư một là em tiếp tục đầu tư vào bản thân em em làm cho em tốt đẹp lên cái okay chồng của em người ta đuổi theo em được thì tốt. Nếu người ta không đuổi theo em được thì chị xin lỗi. Em lại phải là người make a decision, quyết định. Đó là em muốn ở hay em muốn ở nữa. Nhưng đa phần đàn ông người ta gọi là mất bò mới đi làm trùng á. Và chị nghĩ cũng phải có lý do thì em mới bắt đầu học đầu tư và làm cho em khôn ngoan lên. Ok, chị không biết lý do đó là cái gì tại sao hai vợ chồng em trải qua những cái chuyện gì để mà em phải trở nên một người mạnh mẽ như vậy nhưng mà dù cái lý do đó là gì, ok chị lặp lại nè cuộc đời của em là của em chồng em con em cha mẹ em bạn bè em những người làm chung với em khi em chết em đi một mình không có ai đi với em hết á ok sống cuộc đời của mình thì em phải suy nghĩ cho kỹ chị không có nói là những người sống cuộc đời của họ hy sinh cho gia đình là sai chị chỉ nói đó là cái sự chọn lựa của họ và em cũng có cái sự chọn lựa của em nhá yeah. rồi ở bên tiktok chồng không mấy tôn trọng và khó chịu khi em đầu tư làm sao em vượt qua cảm giác này vậy chị chị cũng đã từng vượt trải qua cái cảm giác này cho nên chị hiểu cái em đang phải ném phải ném đó là rất là khó để em chọn giữa gia đình và cá nhân tại vì bây giờ em muốn phát triển cá nhân em muốn đầu tư em muốn đi học em muốn làm ra nhiều tiền hơn chị sẽ cho em hiểu cái lý do tại sao chồng em hành xử như vậy trước Em sẽ là người đưa ra quyết định, ok. khi một người đàn ông mà họ bắt đầu kìm cặp em quản lý nói với em về cái chuyện tiền là em không cần phải đi ra đường không cần làm cái này cái kia nó xuất phát từ nỗi sợ hãi sự sợ hãi này nó đến từ cái gì thiếu tự tình họ sợ là khi em giỏi rồi em ra đường em sẽ kiếm được người đàn ông tốt hơn họ họ sợ là khi em đầu tư vô bản thân em em đẹp em xuất sắc rồi người ta sẽ mất em rồi họ sợ là em sẽ không chung thủy nữa hoặc là khi em học em có cơ hội em biết nhiều người như vậy thì cái hạnh phúc gia đình nó không có còn được như xưa nữa thì bởi vì cái nỗi sợ đó nó xây dựng lên từng ngày từ cái sự thiếu tự tin của họ nó trở thành áp đặt và gia trưởng và nó đưa em vô thế là một cái góc trong 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 cạnh vậy đó nó nói là chồng em nói không nói thẳng nhưng mà nói theo kiểu là giờ cô chọn tôi hay là cô chọn cái đó đó chính là cái câu nói thể hiện của một người đàn ông bất tài và vô dụng bất lực trước cái chuyện là vợ của mình làm cái điều mà cổ muốn rồi vé khác chị cho em một cái ví dụ khác của một người đàn ông tự tin trong mối quan hệ nè thấy vợ của họ làm đẹp chỉnh chu đi nạp thêm kiến thức đầu tư đây là cái hành động của người đàn ông chuẩn chạc nha ồ cổ học gì vậy ta mình cũng muốn tham gia nếu như cổ học để làm cho gia đình hạnh phúc hơn mình cũng sẽ học với cổ để làm cho gia đình hạnh phúc hơn à cổ học đầu tư tiền bạc chứng khoán để anh chi vậy ta à muốn tự do tài chính để hai vợ chồng có thể đi du lịch hả để mình làm chung với vợ mình để mình học chung với vợ mình để mình nói chung một cái ngôn ngữ với vợ mình ô vợ mình học về chuyện quan hệ tình dục làm sao để tốt đẹp hơn hả ok để mình học với vợ của mình à cũng có đêm một đêm cũng phải đi gặp với bạn gọi là lady night nice hả đi đi nhậu với phụ nữ rồi đi gặp người mới rồi ăn diện hả ok mình sẽ đi gặp với mấy cái anh thanh niên bạn của mình những người đàn ông khác cũng chuẩn chà cũng giàu có cũng kiếm được tiền để mà hả sấm lại để nói chuyện em thấy cái sự khác biệt chưa khi mà người đàn ông họ thúc đẩy cái hành vi của họ từ sự sợ hãi hay yếu đuối hay thiếu tự tin cái mối quan hệ nó rất nặng nè nhưng khi người đàn ông sử dụng đó nó như một cái sức mạnh để mà họ làm cho cái mối quan hệ của hai vợ chồng thêm kháng khích bởi vì nói thẳng ra không có người vợ nào mà buồn khi mà chồng mình cũng nhào vô học chung với mình thăng tiến chung với mình làm tốt đẹp hơn mấy chị phụ nữ ở đây có đồng ý với nhau không? thì đây chính là cái điều mà em phải nhận thức được là tại sao chồng em hành xử như vậy trước đừng có nghĩ là bởi vì chồng em yêu em nên chồng em làm như vậy nó xuất phát từ sự yếu đuối từ sự sợ hãi từ sự thiếu tự tin rồi đàn ông với tôi nó hơi lớn em mà em đưa cái video này cho chồng em coi chồng em sẽ nói bà đó bà biết cái gì bà có ở với tôi đâu bà biết tôi không có sợ những người như vậy là càng chứng tỏ người ta sợ bởi vì người đàn ông càng điềm đạm người ta sẽ nghe và người ta sẽ nói là ừ hợp lý nếu như mình thiếu tự tin thì làm sao để mình xây dựng cái tự tin của mình lên lại đây người đàn ông mà không có rảnh thì mới là người đàn ông hấp dẫn mấy đứa có công nhận không đàn ông mà rảnh quá ngồi mà nhắn tin em cả ngày cả đêm em thấy chán lắm nhưng mà đàn ông mà à hôm nay anh có cuộc họp à hôm nay anh phải đi làm à hôm nay nhưng mà về nhà vẫn chăm vợ vẫn yêu vợ vẫn nói chuyện với vợ vẫn yêu thương đó chính là cái xuất hút của người đàn ông họ có cái công việc họ có cái thế mạnh của họ ở ngoài đường nhưng mà họ vẫn về nhà và đem cái năng lượng đó về nhà right rồi đó chị chị không có trả trả lời cho em là em nam làm gì nhưng chị phân tích cái đó thì chị nghĩ em phải đủ sáng suốt để chọn lựa là bây giờ một là em tiếp tục học đầu tư một là em tiếp tục đầu tư vào bản thân em em làm cho em tốt đẹp lên okay. chồng của em người ta đuổi theo em được thì tốt nếu người ta không đuổi theo em được thì chị xin lỗi em lại phải là người make a decision quyết định đó là em muốn ở hay em muốn ở nữa nhưng đa phần đàn ông người ta gọi là mất bò mới đi làm chùng á và chị nghĩ cũng phải có lý do thì em mới bắt đầu học đầu tư và làm cho em khôn ngoan lên okay. chị không biết lý do đó là cái gì tại sao hai vợ chồng em trải qua những cái chuyện gì để mà em phải trở nên một người mạnh mẽ như vậy nhưng mà dù cái lý do đó là gì ok chị lặp lại nè cuộc đời của em là của em chồng em con em cha mẹ em bạn bè em những người làm chung với em khi em chết em đi một mình không có ai đi với em hết á ok sống cuộc đời của mình thì em phải suy nghĩ cho kỹ chị không có nói là những người sống cuộc đời của họ hy sinh cho gia đình là sai chị chỉ nói đó là cái sự chọn lựa của họ và em cũng có cái sự chọn lựa của em nhá yeah. rồi